Bố qua đời vì Covid-19, hai chị em phải tự chăm sóc nhau trong khu cách ly, khiến nhiều người nghẹn ngào. Những ngày gần đây, nhiều người trong khu cách ly tập trung Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đều xót xa khi biết về hoàn cảnh của hai cháu nhỏ, Nguyễn Thị Tê 9 tuổi và em gái Nguyễn Xuân M 5 tuổi. Bất giác khi cháu Nguyễn Xuân M hỏi bố mẹ đâu rồi lại khiến những người xung quanh xúc động. Ngồi kế bên như hình với bóng, cháu Nguyễn Thị Tê tuy lớn hơn nhưng cháu cũng chưa hình dung hết câu chuyện thương tâm của gia đình. Anh Biên, chú của hai cháu cho hay, ngày 6 tháng 5, gia đình anh cùng hai cháu vào khu cách ly tập trung tại Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân do mọi người là F1 của anh Nguyễn Hữu Hắc, bệnh nhân số 3055, trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Anh Hắc là bố của hai cháu, anh Hắc không may qua đời cách đây vài ngày. Mẹ và anh trai 12 tuổi của cháu T và M được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và đang điều trị tại hai nơi khác nhau. Vợ chồng của anh Hắc rất chịu khó làm ăn nhưng chỉ là lao động tự do, công việc bấp bênh trong khi đang nuôi ba con nhỏ, đang tuổi ăn học nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Cuối năm 2020, anh Hắc bị tai nạn giao thông phải điều trị não ở Bệnh viện Việt Đức do không có bảo hiểm nên chi phí điều trị rất lớn. Vợ của anh Hắc phải nghỉ làm để chăm chồng khiến cho kinh tế gia đình bị kiệt quệ, anh Biên cho hay. Tiền hết nhưng bệnh không thuyên giảm, anh Hắc bị biến chứng và được chuyển tiếp tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội. Sau hơn 10 ngày điều trị, đầu tháng 5 năm 2021, anh được bệnh viện trả về. Sau đó anh Hắc còn được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, nguồn lây tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Vợ anh Hắc và con trai cả được phát hiện dương tính nên nhanh chóng phải đi cách ly điều trị. Bản thân vợ chồng của anh Biên trong lúc sang thăm nom hai cháu T và M nên cũng trở thành F1, phải đi cách ly tập trung. Tối ngày 16 tháng 5, điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi mọi người nhận tin anh Hắc không qua khỏi với chẩn đoán tử vong do viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Lúc này do vợ và con trai anh còn đang được điều trị, hai con gái cũng đều đang ở khu cách ly nên không thể về chịu tang. Những ngày này dù nhìn hai cháu vui đùa mà chúng tôi rất xót xa. Sau khi hoàn thành cách ly, bố mẹ con chưa biết sẽ nương tựa vào ai bởi gia đình hai bên ít anh em ruột thịt. Mọi người chủ yếu là lao động tự do, chặng đường trước mắt sẽ còn rất gian nan, anh Biên lo lắng. Sáng ngày 21 tháng 5, thông tin với chúng tôi, bác sĩ Ngô Thị Linh, Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành cho biết, các cháu rất ngoan, mỗi khi các cô gõ cửa để đo nhiệt độ đều mang giấy ra xếp hàng. Khi biết tin bố các cháu mất, chúng tôi tìm hiểu thì biết hoàn cảnh gia đình các cháu. Sau khi kêu gọi ủng hộ, nhiều mạnh thường quân đã mang đồ ăn, sữa, quần áo cho các cháu. Chúng tôi dặn gia đình nếu có khó khăn hãy báo, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức, bác sĩ Linh cho biết thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.